chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về chỉ số EQ, chỉ số thông minh logic. Chỉ số EQ dùng để xác định trí thông minh của một người. Nó thể hiện mức độ nhạy bén, linh hoạt của bản thân, thể hiện khả năng hiện thực hóa những thứ trừu tượng, điều chỉnh bản thân làm sao cho phù hợp với môi trường. Những người sở hữu chỉ số EQ cao, họ nắm bắt những yếu tố then chốt trong một tình huống nhanh và phản ứng lại một cách hiệu quả. Họ sử dụng ngôn ngữ rất linh hoạt và khéo léo. Họ tính toán các con số rất nhanh, biết phân biệt sự khác biệt dù là nhỏ nhất giữa các vật thể. Họ đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề. Họ biết phán đoán xem nên làm gì và không nên làm gì. Họ có khả năng bắt chước và hình dung tưởng tượng tốt. Kỹ năng quan sát và ghi nhớ tốt. Trẻ có khả năng này sẽ tập trung khá cao, luôn khám phá và học hỏi những kỹ năng mới. Không chỉ hiểu các khái niệm một cách nhanh chóng, mà còn có thể giải thích lại bằng một ngôn ngữ dễ hiểu hoặc là các ví dụ cụ thể. Những người sở hữu chỉ số EQ này thấp thì họ thường có ít khả năng giải quyết được các vấn đề khó khăn và hay cảm thấy căng thẳng hơn nhiều về mặt tinh thần. Những trường hợp nặng thì họ có thể dẫn đến trầm cảm. Họ dành thời gian lâu hơn để tập trung vào một vấn đề. Phương pháp và cách giải quyết vấn đề của họ không sâu và không hiệu quả. Họ thường bế tắc trong việc đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề và xử lý tình huống và thường trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Vậy thì cách nào để chúng ta có thể phát huy được chỉ số này cho trẻ em từ khi còn nhỏ? Thứ nhất là bạn nên tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi nhiều hơn để có thể rèn luyện được kỹ năng vận động của trẻ. Thứ hai là cùng học và cùng chơi, cùng làm bạn với con để kích thích khả năng chủ động tìm tòi khám phá và hướng dẫn bé cách đặt câu hỏi cũng như là kiên trì với những câu trả lời dành cho trẻ. Thứ ba là nên dành thời gian để trò chuyện với con cũng như là rèn luyện những kỹ năng mềm cho con, biết cách để nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con. Thứ tư, hãy tạo một môi trường sống thật thoải mái, hạnh phúc và nhiều niềm vui để con luôn luôn được tích cực và kiểm soát được cảm xúc tốt để có trạng thái tinh thần tốt nhất. Thứ năm, hãy biết khuyến khích con tưởng tượng nội dung của một câu chuyện và kể lại. Thứ sáu, hãy luôn khuyến khích để con tìm ra một cách giải quyết vấn đề khác hơn và xử lý những bài toán, những trò chơi liên quan đến con số, đến logic. Và cuối cùng là hãy giúp con có thể rèn luyện được khả năng quan sát. Sau khi xem xong đoạn video này, các bạn hãy làm ngay những bước sau. Thứ nhất, hãy áp dụng ngay cho bản thân, cho người thân hoặc là cho doanh nghiệp của bạn.